dồi ôi, dồi ôi, nó lạch này, ôi dồi ôi, nó lạch này, ôi dồi ôi, nó lạch này. Ây da, ây da, cá gì này, này nó đi đâu chả được, nó có chân luôn này, này nó lại đi qua nước, chân luôn, nó lại qua nước rồi đi tiếp này, gớm nhỉ, đấy, nó lạch gớm nhỉ, ôi dồi. Xin chào tất cả quý vị đã quay trở lại video tiếp theo của anh em mình nhá. Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhá. À, bé này. Con đứng ở trên đấy thôi, không ở trên đó nó cỏ. Úi giời ơi. Mà đi em, mà đi con. Đây, kính thưa quý vị, đây là một con nó gọi là chó lai. Giữa Mali và con chó bọ. Thế nhưng mà nó giống bố y đúc luôn. Chó đấy. Giống cha mà. Chó giống cha. Mà. Đây cái khuôn của bạn ấy thì rất là úi sởi ơi. Thôi thế rồi. Mình cảm vào tao nhá. Ra đây, ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Cái chân của nó thì cực dài. Kỳ là dài luôn. Không khác gì là Mali. Đấy thì thấy nhủ. Cái buổi chiều ngày hôm nay cũng rất là may là có anh Quỳnh xuống gọi là xin bữa cua. Và xin bữa cua lại không dễ thế đâu, chỉ có ra ngoài rồng mới có thôi. Ê châu chấu ơi, này châu chấu cỏ đi à, châu chấu ấy nhiều lắm. Còn có con anh vừa nhìn thấy con gì, con cao cao à? Không, con chầu cao, mình hồi bé gọi con chầu cao mình nó đốt đau ơi đau ấy. Đấy thì hôm nay là mình sẽ cho con này ra. Ừ, con chầu cao ấy. Ở đây nhiều con chầu cao luôn. Còn nếu nick cho buốt buột đấy. Đây nhiều nó lắm. Cua mà cứ dính phải con đấy mà móc mà chạm mình thỉnh thoảng nó mới đốt thôi, không phải lúc nào nó cũng đốt. Đúng rồi. Đấy thì hôm nay tiện cho cái bạn này ra khoe với quý vị là bây giờ hiện đại cũng khá là lớn rồi. Dài lắm. Bạn này bây giờ là gọi là cho đi chơi, đi tìm hiểu. Bởi vì cái đàn của nhà mình ấy thì nó đẻ được là 6 con, à 7 con. Thế nhưng cái ban đầu ấy thì một con nó bị thì nó bị loại ngay từ vòng đầu. Thế là còn 6 con thì mình cũng chăm sóc nó, nhưng mà 2 con ấy thì không may này đi ra ngoài đường. Đi ra ngoài đường nó theo mẹ đi ra ngoài đường nó chơi, thế là chắc là một buổi sáng đẹp trời mình chưa ngủ dậy, thế là chắc là bác nào bác ấy nuôi hộ rồi à. Mà bây giờ tìm không thấy ở khu vực gần đây nữa. Cũng đã đăng tin, cũng đã đi tìm đã ấy rồi, thế nhưng mà không thấy tăm hơi đâu cả. Mấy bác dậy sớm là thành công đấy mà. Có khả năng là mấy bác dậy sớm quá là thành công về cái mảng khác ấy. Nào, úi giời, con già nó chạy. Nào, đứng lên đây, đứng lên đây. Nào, đứng lên đây. Nào, nháy, 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 nháy. Cúi xì, cúi xì, cúi xì. Thấy người ta cúi, thấy người ta cúi cúi, thấy nhắn. Cái tầm này rất là nhắn quý vị ạ. Nói chung là đưa vào khuôn khổ là cũng phải cả là một vấn đề. Ở đây ốc nhiều lắm. Cả ốc vàng, chà, cả ốc bươm. Chà. Con này đốm lưỡi này. Con này đốm lưỡi. Con mẹ nó có đen, con mẹ nó có đen hết nữa. Con mẹ nó đen gần như là toàn bộ lưỡi luôn. Chúng gọi lưỡi thép. Toàn chó lưỡi thép. Con mẹ nó thì đặc tính nó lại rất là buồn cười khi mà nó đẻ ấy. Thì nó lại gần người mình, rất là gần người nhá. Thế nhưng mà khi mà đẻ xong nó nuôi lớn cái bọn này rồi cái là nó cảm giác giống như kiểu nó xa người luôn. Nó không muốn gần người nữa. Nó cần người con chở, cần chủ để chăm sóc cùng với nó. Đấy kiểu dạng như thế. Cái này buổi tối Quỳnh xuống đây xoay nhá. Ừ. Ui dồi ôi, buổi tối đi xoay sướng lắm. À, trên anh Quỳnh có đèn không? Có. Đấy cầm cái đèn đi. Em có đặt thêm 1-2 cái đèn nữa rồi. Ở nhà thì có một cái đèn. Lấy đèn mỏ trước anh làm, trước anh nhám này. Ờ. Đèn chống nước luôn mà em nặn nước chả việc gì. Ừ, thế thì ngon. Mà nếu mà chỉ đi soi đêm này có thể soi 5 ngày. Đấy, tuyệt vời. Hôm nào có cái đám bên kia để hôm nào anh đi làm, anh đặt nờ để xem. Đặt hoa cua. Ừ. Nói chung ở khu vực này cua nó rất là nhiều, thế nhưng mà ban ngày ấy, cỏ lắm. Úi giời. Sướng. Ui giời ơi. Chỗ này cỏ nó dày.
nó dày thế là hắn nó chạy. Ui giời, cột màn ly nó ra nó chạy. Nó buồn cười lắm, chạy nó chồm này cơ. Chạy chạy như kiểu nó sóc ấy. Chơi con này. Bạn đứng đấy nha. Ơi. 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 Thấy chưa? Hả? Anh vừa thấy động quả mà. Lên đây, xuống đây. Ơi. Ơ. Xem. Bên kia anh chạy nhiều quá. Đâu? Vừa ở đây sao? Ui. Đâu? Đúng không? Đây, 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 đây. Ui. Ui, ơi, cá. Ờ, cá. À, à. Ui, rô à? Cá rô. Ui, to à? Cá rô, cá rô. Ui giời ơi, tưởng ếch hay là cái gì mà vô. Này, này, này. Mái mê vô. Anh thích chỉ động thôi, tôi không thích người. Mái mê vô. Ôi. Ôi giời, ngon. Sai, một em rô đồng. Ui giời, con này. Con gì? Con này to chứ. Dưới. À, quý vị ơi, cái gai nó ấy lên này. Cả, thật là nhẹ nhàng và tình cảm. Ôi giời ơi, nhìn nó to chưa. Ý. Tuyệt vời, to. Ha ha. Ăn gì đấy? Con kia nó tìm được cái gì? Ấy, cái gì đấy? Cua. Bới như kiểu mà cua ấy. Mới đợt này ở Bắc mình đang mưa diện rộng mọi người ạ. Đấy, sông hồ thủy điện nó bắt đầu có nước rồi ấy. Ai à? À. Ôi, đây đây, ôi, ôi, anh ui, Quỳnh ơi. Gì đây? Thôi con rồi. Gì đây? Dẫm mẹ nó vào ấy rồi. Đủ. Con gì vừa quậy căng đấy. Tự nhiên là dẫm vào, vào cá rồi. Đúng. À, Quỳ. Dẫm vào xương của nó à? Hình như thế. Rô nữa à? Hình như thế, hình thế. Dẫm đúng vào à? Xương của nó. Gì đấy, anh dẫm vào đông hay ốc? Không. Dẫm luôn vào xương quá. Gì đây? Ủa, cái gì đấy? Đấy đây, cá đây, cá đây. Con gì? Cá gì đây? À mọi người. Ui trời ơi mẹ ơi. Ui. Ai. Ai. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Cái gì đấy con? À, nó chơi một bò. Ui dồi ôi Quỳnh ơi. Anh Quỳnh ơi, đây là cái gì đây? Ui, cái đầu không có là. Ui, cá đầu vuông à? Cụ của. Ui dồi. Con này hay. Này, này. Mà đi, mà đi, mà đi. Mày trêu bò là. Đây này. Đây đây có con cá to này. Này, nhìn này. Nhìn này. Đây này. Đây cua. Đang mải bò. Đang mải bò. Úi giời ơi. Úi giời ơi nó lạch này. Úi giời ơi nó lạch này. Úi giời ơi nó lạch này. Ấy da, ấy da. Cá gì này? Này nó đi đâu chẳng được. Nó có chân luôn này này, nó lại đi qua nước. Chân luôn. Nó lại qua nước rồi đi tiếp này. Gớm nhỉ. Đấy. Nó lạch gớm nhỉ. Úi giời. Bê đi lại cá. Phải nói là cái cột này dã man. Mày sống lâu năm quá rồi, đi nhiều à? Rồi bút tay luôn. Bút gì? À bút chân luôn. Kinh nhỉ. Ôi ôi quý ơi, nhìn thế này. Ôi giời cái bàn tay của mình. Đấy. Đấy, phải nói là cái đuôi nó này. Ui còn hơn cái găng tay của mình. Đây, cái găng tay như thế này thì nó mới hết được này. Găng tay này bao nhiêu phân? 30 phân à? Hai à đúng, 20 mấy phân. Nhè. Yeah. Ừ. À. Kinh chưa? Con lạch gớm chưa? Kinh nhỉ, nó đi. Thôi con. Nó đi như đúng rồi ấy nhỉ. Thôi, mọi người. Lại còn trêu con bò nữa. Này, mà đi, nó đi này. Mà đi, mà đi. Mà đi. Mà đi. Đây này, đây này. Đây có con cá này. Đấy. Như đây, mày cứ trêu nó. Đây này, đây là con cá này. Đây, đây. Đây con cá ngon chưa, đi về nướng tí nướng cho mày ăn nhá. Em cầm níu nãy xem. Cầm này phải nhẹ nhàng, không nó đánh cho thì đúng rồi. Kể cả ngay cái mang của nó cũng sắc mà. Vừa đã đánh rứt chân rồi, dẫm một phát vào đấy. À. Không ấy được luôn. Đây rồi. Ui nó rứt lên này. Gớm chưa. Này, mà đi, mà đi. Mà đi à. Mà đi này. Đó. Thôi. Thằng bò đang ngắm. Ê ui nó to à.
Ui, nó to dã man nhỉ. Cầm mới sướng nhỉ. Ui giời, ngạnh nơi lên. Ui à, đúng chưa? Cá gì này. Kinh thật. Khiếp sợ nhỉ. Kín màn hình nhưng mà quý vị khán giả được. Kín luôn. Nó to dã man. Thò đuôi ra ngoài màn hình rồi. Đúng chưa? Trông đây, trông như con kỳ đà. Giống không? Giống hơn con kỳ đà luôn. Kỳ như quái vật. Đấy mọi người ạ. Ôi, Mày đi. Mày đi, đi mà. Mày cứ treo nó. Quay đi ra đây xem cái rãnh đi con. Đi ra đây xem. Nhưng mà bút chân á. Bút đi. Không, ở đây có cẩn thận, không dẫm vào phần bò nhá. Cá này. Đấy nhá. Ơi, ngọt chưa? Tí vào thịt. Tắm phần bò nhá. Phần bò nó buốt ấy, nó mừng ngủ ấy. Bây cá này bao giờ cắm dính như cá to là cắm là dính như mừng ngủ hết đấy. À. Gì? Nặng kia à? Cua à? Cua. À. Cua. Cua này cua nhiều mà, nhưng mà vẫn ban ngày là nó sẽ lúp, anh hùng lúp. Ngon rồi, mới mưa hôm qua, đêm qua xong lại có cá này ăn rồi. Ui. Ở đây trước nó lên hẳn đường ấy nhỉ? Nó lên đợt, đường ấy. Đợt mưa rào tháng 7 đã lên hẳn đường. Và cá rô béo nhất là tháng 8 mọi người. Có một cái năm lịch sử, đó là cái trận mưa lịch sử mà nước ở trên cái đập trên kia nó tràn hả? Nó tràn mà tràn trắng phau hết cả một cái ấy này. Mà từ đây lên trên cái đường kia là nó rơi bằng đúng đầu mình người mình ấy. Mà nó tràn lên tận trên đấy luôn. Ui dồi ôi, lúc đấy đi bắt cái cá chép nó giạt, nó đẻ nhiều lắm. Tất cả các loại vó vước là tập trung ở khu đập Ác Ban. Cái đợt đấy cũng còn lịch sử. Đúng rồi, có những năm mưa dài lắm. Đi, tìm ra chỗ đằng này xem nào. Anh em mình có khi là kiếm thêm một vài con nữa là đủ bữa nướng nấu cải. Mùa này giờ kiếm cải hơi khó, cải đắng. Hai con này cả đủ rồi. Không, mình đâu đủ, chú anh đã có rồi. Hay chỗ này bây giờ chia anh con nhỏ em con to, hay là anh con to em con nhỏ? Con nào cũng được, chú đông người cho chú con to đây. Xem cái lỗ này có, hố nước này có không? Thôi cả mọi người nhá. Khả năng anh em mình đi dọc đây là hố này hơi to này. Mày đi, mày cứ ra treo nó. Sẽ đi kiếm thêm một chút nữa. Cũng là quay cho mọi người. Thì video của anh em mình vừa nói xong có động ngã. Video của mình đến đây xin kết thúc mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ like, chia sẻ, ủng hộ cho tất cả anh em mình nhá. Xin chào tất cả quý vị khán giả nhá. Xin chào. Không, nó vừa quậy cái lá.